Thì em xin chào các quý vị khách hàng của VNDirect đã đến với chương trình đồng hành giao dịch ngày 5 tháng 10 được tổ chức bởi VNDirect ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Khôi Nguyên ở Trung tâm Tư vấn Đầu tư, và đồng hành cùng với chương trình hôm nay của chúng ta là có anh Bùi Lê Văn, là trưởng phòng Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản của VNDirect, sẽ giúp chúng ta phân tích, nhận định diễn biến của thị trường hôm nay, cũng như là giúp chúng ta trả lời những cái câu hỏi chúng ta có về diễn biến của thị trường cũng như là các mã cổ phiếu cụ thể ạ. Thì trước khi được bắt đầu chương trình thì em xin phép được giới thiệu cái khóa học trực tuyến mới nhất của VNDirect, đó là khóa DGO DTrade, giao dịch chứng khoán ạ. Khóa sẽ bắt đầu khai giảng vào ngày 13 tháng 10, nên em sẽ để link ở đây để cho các anh chị có thể tham khảo thêm ạ. À, buổi hôm nay thì như thường lệ là chúng ta sẽ có 3 phần. Thì phần thứ nhất là sẽ phần điểm qua diễn biến của thị trường phiên ngày hôm nay, ngày 5 tháng 10. Thứ hai là chúng ta sẽ có phần phân tích nhận định của anh Văn về diễn biến của thị trường phiên hôm nay. Và thứ ba là chúng ta sẽ có phần hỏi đáp với chuyên gia. Em xin bắt đầu phần thứ nhất của ngày hôm nay là phần cập nhật thị trường. Thì như chúng ta có thể thấy ở trên đây, thì hôm nay VN Index có một phiên tăng điểm khá là tốt. Cụ thể, nếu chúng ta nhìn theo chart giờ, thì chúng ta có thể thấy là Index hôm nay đã tăng đến 15 điểm. Buổi phiên sáng là chúng ta thấy là nó chỉ số VN Index đã tăng gần 10 điểm. Mặc dù vậy thì đến 10 giờ là chúng ta bắt đầu xuất hiện có áp lực bán, khi chúng ta có thể thấy cây nến ở đây có thân nến rất là nhỏ và hai cái bấc nến ở dưới trên khá là dài để cho thấy là cái sự giằng co giữa bên mua và bên bán. Nhưng sau đấy thì đến 11 giờ là bên mua đã chiếm ưu thế lại, giúp Index đóng cửa phiên buổi sáng ở mức 1.350 điểm, cũng là cái mức hỗ trợ mức kháng cự khá là quan trọng của VN Index. Đến đầu giờ phiên chiều thì chúng ta có thể thấy là áp lực bán lại một lần nữa xuất hiện. Mặc dù vậy thì sau 2 giờ chiều là bên mua đã hoàn toàn chiếm ưu thế, khi chúng ta có thể thấy một cây nến, thân nến rất là to ở đây, rất là dài và không hề có bấc nến để cho Index có thể đóng cửa ở mức 1.354 điểm và đã vượt được cái mức kháng cự 1.350 điểm ạ. Nếu chúng ta nhìn cụ thể ở đây, chúng ta có thể thấy là thanh khoản ngày hôm nay là chỉ đạt hơn 19.000 tỷ, tức là khá thấp hơn so với cả phiên ngày hôm qua. Và chủ yếu là sự tăng điểm ngày hôm nay với cái lượng thanh khoản thấp như này để cho thấy là cái xu hướng thật sự là bây giờ vẫn chưa rõ ràng đối với VN-Index, mặc dù là đã vượt qua cái mức kháng cự 1.350 điểm. Và chủ yếu là cái mức tăng điểm hôm nay là đến từ cái sự phục hồi của nhóm ngành ngân hàng và nhóm ngành chứng khoán khi đã bị quá bán trong một số phiên gần đây. Nếu chúng ta nhìn cụ thể vào các nhóm dẫn dắt thị trường thì chúng ta có thể thấy là có khá nhiều mã banh đã xuất hiện ở bên xanh. Cụ thể ở đây là công thương đã đóng góp 1,03 điểm vào mức tăng của VN Index. Tiếp theo đó cũng là các ngân hàng khác như là Vietcombank, Sacombank, Techcombank hay là VIB. Mức đóng góp tốt nhất thì vẫn đến từ cổ phiếu gas, đóng góp 2,56 điểm vào VN Index, để cho thấy là cái dòng tiền hiện tại vẫn đang khá là chú ý đến nhóm cổ phiếu dầu khí, sau khi là những cái tin tức về khí đang tăng giá hàng loạt ở trên thế giới. Vinhome cũng là một mã tăng điểm khá là tốt hôm nay khi đóng góp 1,25 điểm vào trong VN Index. Ở chiều ngược lại thì chúng ta có thể thấy là có một số cổ phiếu ở đây, nhóm cổ phiếu giảm giá ở đây chủ yếu là không quá là ảnh hưởng quá nhiều đến index, khi mà mức giảm khá là nhỏ, khi mà ví dụ như Vinamilk là chỉ đóng góp và giảm 0,3 điểm ở VN Index, hay là VPBank 0,26 điểm, hay là Hòa Phát 0,24 điểm ở đây. Nếu chúng ta nhìn vào độ rộng thị trường thì chúng ta có thể thấy ở đây là mặc dù index hôm nay tăng điểm khá là tốt, tăng 15 điểm, tuy nhiên thì số lượng những cái mã tăng trong hôm nay, số lượng tức là được thể hiện bởi màu xanh ở đây đều chỉ dưới 50%, trong khi áp lực bán vẫn là khá lớn ở quanh mức 40-40%, và cuối phiên là đóng cửa với hơn 50% mã tăng, 52% mã tăng ở đây. Nếu chúng ta nhìn vào giao dịch khối ngoại hôm nay, chúng ta có thể thấy là khối ngoại có một phiên mua dòng hơn 500 tỷ, nhưng điều này chủ yếu là đến từ việc mua dòng TPBank. Thì cụ thể chúng ta có thể thấy ở đây là khối ngoại hôm nay đã mua đến hơn 1.150 tỷ TPBank, đóng góp rất là nhiều cho cái mức mua dòng hôm nay của khối ngoại. Ở chiều ngược lại thì Hòa Phát là cổ phiếu bị bán nhiều nhất khi bị bán dòng gần 470 tỷ. Nếu chúng ta nhìn vào các nhóm cổ phiếu tăng giá khá là tốt ở đây thì chúng ta có thể thấy là dòng tiền thật sự là vẫn chưa
chảy vào các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, chủ yếu là vẫn vào các nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ hay là vốn hóa vừa như chúng ta thấy các mã đây. Và như đặc biệt là hôm như hôm nay là dòng tiền chảy khá là tốt vào các nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng và ngành chứng khoán. Ví dụ như các mã như là CTS hay là VCI hay là Dòng Việt hay chứng khoán Agribank. Điểm qua nhóm VN30 thì hôm nay chúng ta có thể thấy là nhóm VN30 có một mức tăng khá là tốt khi đến 22 mã tăng trong khi chỉ có 7 mã giảm điểm. Mức tăng tốt nhất là thuộc về cổ phiếu Sacombank khi tăng đến 6%. Tiếp theo là cổ phiếu GAS tăng 4,8% và SSI tăng 4,7%. Chiếu là chúng ta có thể thấy nhóm tài chính ngân hàng tăng khá là tốt ở đây. Và trường hợp đặc biệt chỉ có VPBank giảm điểm, giảm 0,6% trong phiên hôm nay. Điểm qua các nhóm trụ chính thì chúng ta có thể thấy, như em đã nói trước, như em vừa nói xong là ngân hàng, nhóm ngân hàng, nhóm tài chính là có mức tăng khá là tốt hôm nay. Một nhóm khá lớn khác ở trong VN30 đó là nhóm Vingroup. Hôm nay tăng nhẹ, mức tăng khá là tốt đến từ Vinhomes khi tăng 1,8% để đóng cửa mức 79,4. Trong khi đó, cổ phiếu VIX và cổ phiếu VRE đều tăng nhẹ trong hôm nay. Còn nhóm trụ cuối cùng của VN30 đó là nhóm thực phẩm đồ uống. Thì hôm nay chúng ta thấy có mã Sabeco tăng điểm khá tốt khi tăng lên mức 160,5, tăng 3,5% trong phiên. Trong khi đó, Masan giữ nguyên ở tham chiếu mặc dù đã có lúc tăng đến gần 143. Và Vinamilk là mã giảm, ngày hôm nay giảm 0,7% để về 89,6. Vừa rồi là cái phần cập nhật thị trường ngày 5 tháng 10 hôm nay của em ạ. Thì sau đây em xin phép được mời anh Văn chia sẻ thêm quan điểm về diễn biến thị trường ngày hôm nay cũng như là một số xu hướng sắp tới ạ. Xin chào Khôi và chào tất cả mọi người. Thì trong cái trạng thái thị trường của ngày hôm nay thì mình xin phép là chia sẻ màn hình để mình đánh giá chi tiết cho mọi người thấy ở đó thì nó có những cái hiện tượng gì. Ví dụ VN-Index, mình sẽ phân tích trạng thái VN-Index chia sẻ với mọi người. Ở đây VN-Index nó đang là trong một cân sideways rất rõ và mọi người cũng đều thấy là cân sideways, nên là trong suốt cái quá trình chia sẻ của đội ngũ ban tư vấn mà của đồng chương trình nhịp đập thị trường này thì mọi người đều thấy là hầu như thị trường đang xoay quanh nên cái nhịp mà để mọi người cảm thấy là mọi người lướt trong ngắn hạn nó là khó. Giúp PW sẽ trở thành dần dần một cổ phiếu đang nắm giữ và đặc biệt là trong dài hạn. Cái việc là khi thì đầu tiên là theo dự thảo quy hoạch điện 8 về triển vọng ngành điện của nước ta trong thời gian tới của mọi người tốt nhất là thì có những người sẽ chờ một xu hướng rõ ràng được giao dịch, có người thì ok họ vẫn đầu tư vào tài sản hoặc đầu tư vào cổ phiếu gọi là có cơ hội, thì đó là đi theo từng cổ phiếu. Còn về bản chất là trong giai đoạn này cơ hội nó sẽ ít dần đi. Còn nếu như trong giai đoạn mà các bạn thấy một xu hướng giá nó tăng đều như vậy, tăng rõ ràng như vậy thì cái cơ hội của các bạn nó sẽ xuất hiện trên thị trường rất là nhiều. Hiện tại thì nó không nhiều, nên ở đây thì bắt đầu là mình sẽ chia phân lớp ra, phân tích rõ hơn là vì sao index nó đang trạng thái như vậy, thì bắt đầu mọi người sẽ chia ra cùng với mình. Ví dụ như là trạng thái VN-Index hiện tại thì mọi người sẽ thấy là đi ngang hôm nay thì bật 1.1%. Nó đến từ như câu chuyện của nãy của Khôi có chia sẻ thì đến từ đâu? Đến từ nhóm là ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Thì đây sẽ có thông tin cho mọi người coi. Ở đây có nhóm bất động sản là tăng khoảng là 1.2%, 1.3%. Nhóm chứng khoán và ngân hàng thì tăng 1.78%. Và thanh khoản cũng tăng lên luôn. Thanh khoản của nhóm ngân hàng tăng lên 6.77% so với trung bình. Nhóm năng lượng là cũng tăng giá. Thì năng lượng đặc biệt như là gas là cũng đang là tăng giá. Thì còn lại những cổ phiếu khác thì có mức tăng cũng tương đối là quanh đâu đó khoảng trung bình là khoảng sấp xỉ 1%. Có những nhóm yếu hơn, ví dụ nhóm như material là nhóm liên quan sắt thép thì hôm nay lại điều chỉnh giảm điểm là giảm 0.2%. Thì cái những cái ảnh hưởng này khi mà các bạn phân loại phân lớp ra, ví dụ mình coi sau nhóm là sau khi mình phân tích VN-Index thì bắt đầu mình coi VN30. 30 có gì? Thì đây mình thấy là trạng thái VN30 đang đi ngang. Những điểm VN30 sẽ giúp PW sẽ trở thành một cổ phiếu đáng nắm giữ và đặc biệt là trong dài hạn. Qua là dạng là thì đầu tiên là theo dự thảo quy hoạch 8 về triển vọng ngành điện của nước ta trong thời gian tới của VN30 thì bạn thấy là trạng thái của nó vẫn đi ngang. Cơ hội lớn vẫn chưa xuất hiện. Vậy sau đó các bạn coi tiếp của nhóm như thế nào? Của nhóm midcap thì sao? Nhóm midcap, nhóm vốn hóa trung bình thì bạn thấy là nhìn vào đây thì thấy là midcap đang bắt đầu là có cái dấu hiệu là bật lên từ hỗ trợ,
dự thảo kế hoạch điện 8 về triển vọng ngành điện của nước ta trong thời gian tới hỗ trợ cổ phiếu. Và dòng thì tiền dự báo bắt đầu sản lượng điện sẽ tăng trưởng mức 8%. Trong khi những ngày mà cuối tháng 9 á, thì thanh khoản của nhóm midcap rất là thấp, thì bây giờ đã quay lại ở mức trung bình rồi. Trung bình của nhóm midcap đâu đó khoảng là 220 triệu cổ phiếu một phiên, 220 triệu cho đến 230 triệu cổ phiếu một phiên. Thì bây giờ thì hôm nay đã dự khoảng 215 triệu cổ phiếu một phiên ngành rồi. Điện của nước ta trong thời gian tới. Phần còn lại thì có thì dự báo đâu? Sản lượng điện sẽ tăng trưởng mức có small cap nữa. Thì hóa ra là nhóm small cap lại đang là đã tăng lên, thanh khoản thì cũng sụt giảm, nhưng mà small cap lại bật tăng lên. Thì thực ra khi mà mình coi kỹ như vậy xong thì mọi người thấy là dự thảo quy hoạch điện 8 về triển vọng ngành điện của nước ta trong thời gian tới là tăng là chính. Thì dự báo sản lượng điện sẽ tăng trưởng mức 8% trong giai đoạn 2021-2026. Hôm nay theo thị trường mới tác động, tức là mọi người thấy mức độ tương quan của VN30 á, VN30 và thị trường nó rất là sát nhau. Vậy dẫn đến là thị trường bắt đầu các bạn phân tích kỹ hôm nay. Đầu thì tiên bạn là sẽ thấy theo là dự thảo quy hoạch điện 8 về triển vọng ngành điện của nước ta trong thời gian tới có biến động. Thì dự báo sản lượng điện sẽ tăng trưởng mức 8% trong giai đoạn 2021-2026. Vinhome, CTG, Vietcombank, Novaland, SAB, VIX, rồi STB. Nếu bạn coi những cổ phiếu mà nó nổi bật như vậy thì nó có cơ hội gì không? Ngoại trừ gas thì tí nữa mình sẽ bật phân tích sau. Nhưng còn những cổ phiếu ngân hàng hoặc là những dòng họ của VIX thì mình sẽ cùng kiểm tra ở đây. Ngân hàng là ví dụ như là mình coi trước Vinhome đi. Thì Vinhome các bạn thấy là Vinhome hầu như là đang ở vùng đáy. Vùng đáy này liên quan đến vùng là MA200. Và thông tin là cuối tuần này thì cái lượng cổ phiếu thưởng của Vinhome sẽ về. Lượng cổ phiếu thưởng chia tỷ lệ 30% thì sẽ về, là theo thông tin từ trên đây luôn, thì Vinhome sẽ hơn 1 tỷ cổ phiếu Vinhome được trả cổ tức nè, giao dịch từ 12 tháng 10 đó. Thì mới đầu một tin dự thảo quy hoạch điện 8 về triển vọng ngành điện của nước ta trong thời gian tới bắt đầu là thì dự báo sản lượng điện sẽ tăng trưởng mức 8% trong giai đoạn 2021-2026 200. Và trạng thái Vinhome trong ngắn hạn thì mình thấy đang giảm. Rồi đến cổ phiếu thứ hai trong danh sách này là CTG thì mọi người thấy là giảm quá đà rồi, hồi lên được một phiên. Và thanh khoản hôm nay như thế nào? Thanh khoản rất thấp, thanh khoản nó chỉ là 8,7 triệu của nước ta trong thời gian tới, là 10 triệu rưỡi. Thì dự báo sản lượng điện sẽ tăng trưởng mức 8% trong giai đoạn 2021-2026. Nói chung là nhóm cổ phiếu xa hơn là 2030. Ngân hàng nói chung thì bên cạnh đó cái đồ thị của nhóm ngân hàng luôn thì bật cho mọi người coi. Thì khi mà mọi người bật lên như vậy xong thì mọi người thấy gì? Là như trạng thái hay đi ngang và đi xuống là chính. Nên tính ra là mọi người thấy là có thể, nếu như mình phân tích nha, nếu mình phân tích mình thấy là có thể cái này chỉ là một nhịp hồi lại của nhóm ngân hàng trong quá trình nó giảm mạnh như thế. Tại vì từ lần mình chia sẻ trước với mọi người là trong nhóm ngân hàng thì đang giảm là giảm phim nhóm là financial này, giảm từ vùng là 1512 điểm, giảm xuống đến hôm qua là giảm còn 1422 điểm, là giảm cũng khoảng là 90 điểm. Hôm nay thì tăng lên được khoảng 1.8%, là lên 1447 điểm. Và nếu như các bạn ngó đặc thù cổ phiếu như là Techcombank thì các bạn cũng thấy là y chang là cũng giảm nè, từ vùng 51-52 nè, 51-52 giảm cho đến hôm nay hồi phục lại là giá 49. Thì rồi ví dụ Vietcombank nữa, Vietcombank các bạn cũng thấy là giảm liên tục nè, từ giá ở trên là giá 99 mà giảm về còn 95-96. Tức là cái này là chỉ là một nhịp hồi nhẹ thôi. Mình cảm nhận là cái này là một nhịp hồi. Còn cái việc mà nó có tạo trạng thái mới không á, trạng thái mới không, là việc các bạn cần phải chờ thêm thông tin và chờ thêm cái điều kiện trạng thái của nó. Nên nhấn đến là cái lời khuyên của mình sau khi phân tích kỹ này ra thì mình thấy là cái này chỉ mọi người đừng quá hưng phấn vì chuyện này, đừng quá hưng phấn vì mua được cổ phiếu ngân hàng, mà thực ra là mình hãy nên xem xét là ít ra là đây là một cơ hội để những người đang có tỷ trọng cao ở nhóm ngân hàng mà đang thua lỗ từ giai đoạn trước, thì hoàn toàn nên một dịp mình có thể tận dụng nhiều này để mình tái cân bằng lại danh mục cho nó phù hợp một chút xíu, để tránh tình huống rủi ro của mọi người xảy ra sau này.
Thì tương tự ở đó nó sẽ đến từ nhóm chứng khoán, ví dụ cổ phiếu VND. Ví dụ VND các bạn thấy là trong lần chia sẻ trước của mình nói là trạng thái đang sideways là chính, sideways và tiềm ẩn rủi ro, thì đúng là có tiền ra thật. Đó thì theo ước tính của Bộ Công Thương thì Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn thiếu điện trong các năm. Thì bây giờ nó hồi phục lên lại. Thì cái nhịp hồi phục xa hơn là đến 2030. Bên cạnh đó thì theo ước tính của Bộ Công Thương thì Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn thiếu điện trong các năm tới khi cầu điện được phục hồi hậu Covid. Thì theo như mình thấy là bên cạnh đó thì Việt Nam đang xảy ra đối với các nhóm như nhóm ngân hàng, nhóm chứng khoán. Ví dụ qua tiếp là VCI ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng sạch một nhịp nè, do giảm chạm về vùng ngắn hạn nè, vùng trung hạn nè, xong hồi lên nè, giảm tiếp nè, hồi lên lại hoàn toàn ok. Cái này là những cái dấu hiệu mà mình nghĩ là mọi người bắt đầu là mọi người sẽ do đó tuy rằng đã có những sự điều chỉnh về công suất trong bản dự thảo mới nhất, hiện tại nó không còn chúng tôi tin rằng đây cũng sẽ là những điều chỉnh đó, mang tính phù hợp với hệ thống truyền tải điện, và điện khí sẽ vẫn được đánh giá là nguồn năng lượng quan trọng cho hệ thống điện của Việt Nam cùng với sự phát triển mạnh mẽ của năng lượng tái tạo trong tương lai. Lập kế hoạch giao dịch PW còn sự kỹ và có một cái view dài hạn hơn về các loại cổ phiếu, các loại tài sản mà mình đang đi đầu tư. Thì VCI xong đến rồi SSI cũng đi chung vậy. SSI các bạn thấy là giảm dưới vùng trung hạn, giảm dưới xong hồi lên chậm lại, thì cái này sẽ có, thì cái này á, theo bình thường như kỹ thuật giao dịch của một số người chuyên nghiệp á, nó sẽ đây là lỡ như mà bị kẹp hàng ở đây thì lên nhịp hồi để các bạn giảm bớt thì chậm lại, một cơ hội để cơ cấu danh mục lại để ở trạng thái nó an toàn hơn nhiều và chờ cho cái việc là cái trạng thái này nó có tích cực hơn không. Nếu tích cực hơn thì nó sẽ là một cơ hội giao dịch tiếp theo, và nếu không tích cực là một nhịp để các bạn cơ cấu lại danh mục và sell xuống là giảm tỷ trọng nhân chứng khoán trở lại. Thì để lý giải cho tại sao là nó xảy ra tình huống này là từ việc điều chỉnh mà thành đảo chiều, thì nó lý giải từ việc là thanh khoản của thị trường đang sụt giảm trong cả quý 3 năm 2021. Quý 3 2021 thì trung bình thanh khoản thị trường sụt giảm đâu đó khoảng là 10-15%, và hứa hẹn là trong tháng 10 này sẽ tiếp tục duy trì cái việc là sụt giảm thanh khoản đó. Tức là nó có tiềm ẩn là đầu cơ về cái sự thay đổi về kết quả doanh của số doanh nghiệp. Thì đó là cái chia sẻ của mình về nhóm ngân hàng, nhóm chứng khoán. Tiếp theo thì trong phân lớp tài sản thì mọi người cần phải biết đánh giá gì? Mọi người biết đánh giá này, thị trường khoán thế giới. Ví dụ thị trường khoán thế giới là nó một phân lớp rất rõ của một cái loại tài sản liên quan đến gọi là mình hay nói là tài sản chứng khoán. Thì khi mình nhìn vào đây thì mình thấy là ví dụ chỉ số Dow Jones thì mình thấy một vấn đề, nó có duy trì một xu hướng tăng đã kéo dài từ đầu năm 2021 cho đến bây giờ, một xu hướng tăng và đến bị phá vỡ vào thời điểm đầu tháng 9 của Việt Nam, và bây giờ sau khi xuyên xuống cân trung hạn hồi lên và giảm xuống, thì trạng thái này có thể xảy ra gì? Hình thành một cân sideways hoặc cân giảm giá của Dow Jones. Nếu Dow Jones giảm giá thì nó là y như thước đo của phân lớp tài sản cổ phiếu trên toàn cầu, thì chắc chắn nó sẽ có ảnh hưởng không chỉ đến thị trường chứng khoán Việt Nam đâu, mà ảnh hưởng thị trường chứng khoán toàn cầu cơ. Thì ở đó song hành với đó các bạn sẽ thấy chỉ số như là chỉ số của Nikkei của Nhật Bản thì cũng là giảm giá rất là mạnh, giảm giá rất là mạnh. Thì khi như vậy xong thì các bạn sẽ hình dung là mình sẽ giảm cái kỳ vọng về phân lớp tài sản cổ phiếu xuống từ mức ví dụ mình mọi người đang nói rất tích cực, thì mình giảm một cái kỳ vọng nó xuống là thành mức kỳ vọng bình thường thôi. Thì khi như vậy thì các bạn sẽ khi mà giao dịch mình đi tiền với tỷ trọng nó sẽ hạ thấp xuống để mình kiểm soát rủi ro. Đó là cách mà mọi người quản lý tiền và quản lý danh mục nó càng ngày nó càng chuẩn mực hơn trong giai đoạn mà không có sự đồng thuận từ thị trường khoán thế giới. Rồi một cái điều nữa mà mình muốn chia sẻ với mọi người là khi có những cái hiện tượng này xảy ra thì thị trường khoán Việt Nam có những cơ hội nó xuất hiện không? Có. Vẫn có. Tức là bản chất là trong một nhóm cái rổ tài sản riêng về cổ phiếu không thì nó cũng có doanh nghiệp A hưởng lợi, doanh nghiệp B không hưởng lợi. Những doanh nghiệp hưởng lợi thì nó sẽ vẫn là tăng giá dựa trên câu chuyện xung quanh nó xây dựng từ lợi nhuận. Thì ở đó thì các bạn sẽ kiếm được gì? 8% trong giai đoạn 2021-2026. Đầu cơ xa hơn, phải hiểu rõ cơ hội đầu cơ rất tốt.
ví dụ liên quan đến Bên cổ cạnh phiếu đó thì gas, Việt Nam đang có chính khí sách ga. ưu tiên phát triển Khí các ga nguồn thì năng lượng mọi người tái thấy tạo và năng lượng đây là sạch. cổ phiếu ga gì? Do đó, tuy Ga thì rằng mọi đã người có bật những một cái sự yếu điều tố là chỉnh về công suất trong trend bản dài dự thảo hạn mới nhất. của ga Chúng đang tôi hình tin thành, rằng đây cũng sẽ là đang những hình điều chỉnh thành. chỉ mang tính phù Nó hợp với dựa hệ thống trên truyền tải một cái điện yếu tố là và khí điện khí ga, xe vẫn được đánh giá là nguồn năng lượng quan khí trọng hóa lỏng cho hệ thống điện của Việt Nam cùng đang với là sự phát sốt, triển mạnh không mẽ chỉ của năng ở lượng tái tạo trong đang tương là lai. nóng là nguồn nguyên nhiên liệu nổi bật không chỉ ở ở Việt Nam không, mà thực ra ở Việt Nam không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng mà trên thị trường toàn cầu á, thị trường khí đốt toàn cầu là đang là một cái xu giá tăng rất mạnh mẽ. Thì mọi người có thể qua qua bên đây, mọi người đơn giản mọi người coi cái chỉ số giá dầu thôi, mình chỉ nói mới giá dầu để thấy đây, giá dầu khí thì vẫn đang tăng, và khi giá dầu khí đang tăng mà khí ga khí hóa lỏng đang tăng, mà thường thì cái nhu cầu sử dụng vào mùa đông của các nước phương Tây hoặc là các xứ lạnh thì nó càng càng nhiều, dẫn đến cái nhu cầu và dự báo cái xu giá của giá dầu và giá khí đốt nó càng càng tăng nữa, dẫn đến tình huống này. Rồi vậy các cổ phiếu nhóm ngành này thì sao? Thì các bạn thấy là ga tăng rồi, đây là một xu hướng, đây là một cơ hội nha. Rồi CNG, ví dụ CNG tăng nè. CNG, khí CNG thằng này lấy từ đâu? Lấy từ tổng ty ga và bán ra ngoài thị trường. Rồi ví dụ BGC nè, cũng lấy từ cộng tổng ty ga phân phối ra thị trường. Rồi BGS nè, cũng y chang vậy. Thì các bạn thấy một xu hướng hình thành thì các bạn hoàn toàn có thể hoàn toàn follow theo xu hướng này. Ngoài ra thì cái câu chuyện nó sẽ tiếp nối từ việc là các thay đổi khách quan trên thị trường, khách quan là nền kinh tế thế giới nó đang thay đổi và tác động Việt Nam như thế nào. Ví dụ như Trung Quốc thiếu điện, Trung Quốc ảnh hưởng đến sản xuất và bắt đầu Trung Quốc tập trung vào vấn đề sản xuất sạch hơn, thì nó xuất hiện các cơ hội liên quan đến đầu tư ở những doanh nghiệp Việt Nam mà xuất khẩu sang Trung Quốc ở những cái mảng nó thiếu hụt. Ví dụ như là mảng phân Bên bón cạnh thì đó phần thì Việt Nam urea đang hoặc có là chính sách phần ưu tiên phát triển các phần nguồn năng lượng tái hoặc là tạo và năng phosphor lượng thì sạch. đang tăng, dẫn đến là Do đó, tuy rằng đã có đạm những phú Mỹ, sự điều chỉnh về công suất trong bản dự thảo đạm mới phú nhất, Mỹ sau giờ điều chúng chỉnh tôi này tin rằng đây cũng vừa sẽ tăng là giá những lên điều trở chỉnh lại. chỉ mang tính phù Rồi hợp với hệ thống truyền tải điện và điện khí sẽ vẫn đạm được Cà đánh Mau giá tăng là giá nguồn rất năng mạnh, lượng quan trọng thì các bạn cho bắt hệ đầu thống các điện bạn của Việt quay lại Nam với cùng với nhau sự phát đạm triển mạnh mẽ của năng lượng tái phân tạo đạm. trong tương lai. Rồi đến nhóm hóa chất thì BW có còn là có vị thế số DGC, 1 trong lĩnh vực điện khí, DGC sở hữu 3 thì nhà máy đang với trong công suất là kết thúc quá trình điều chỉnh, 2.700 thì đây là MW một và cơ hội chiếm tiếp 27% theo điện để khí. mọi người follow. Bên Và cạnh ở đó vị là trí hai dự cũng án đã đang báo quan trọng cáo và đánh đang trong giá quá của trình xây DGC dựng, rất đó rất là rõ ràng nhà máy điện cho khí mọi Nhân người. Trạch 3 và 4 Ờ, với nhóm công suất là tiếp theo là nhóm sắt 720 MW trên thép. 1 nhà máy. Bản chất là nhóm sắt BW thép còn hiện tự tại hào vẫn đang đang là lọt hoạt động top rất 10 tốt thương trên hiệu thị trường, tiêu như biểu Hòa châu Á, Phát. Thái Bình Dương, top tạp chí kinh tế Hòa châu Phát Á, Thái sau Bình một Dương bình phiên chọn là và là chạm top lại vùng 50 đỉnh công ty cũ niêm thì yết có tốt nhất retest lại. năm Thì 2020 đây là 2024 những tạp cái chí nhịp Forbes Việt Nam bình bình chọn. thường của cổ phiếu, và hoàn Bên toàn cạnh đây đó là thì bắt đầu BW thực hiện một còn chu có kỳ cơ tăng cấu tài giá tiếp chính theo đang của được Hòa cải Phát. thiện nhờ dòng tiền ổn Khi định. mà lợi nhuận Cụ sau thuế thể của Hòa là Phát trong tỷ quý lệ nợ ba vay đến quý trên hai vốn đã chủ sở hữu tăng đang rất giảm tận nhiều các lần năm so và tỷ với lệ cùng đòn kỳ. bẩy Thì dẫn tích đến cực là hơn, có trong thể sẽ giờ tạo điều kiện không cho có việc cơ vay vốn hội thuận để lợi giải của ngân BW lớn, trong thời gian tới. trừ nhóm ngân hàng, thì Hiện nhóm tại ngân hàng BW trả đang giá được yếu giao lớn dịch thì với lại mức giảm xuống, PE là thì các bạn là lại hoàn toàn có thể 1.5 đầu lần, tư vào Hòa Phát và theo để đánh giá đạt của theo chúng một tôi chu là kỳ đây là mức lớn tiếp PE theo khá của Hòa rẻ Phát. so với trung bình ngày Rồi là được đánh giá là 16.9. Nam Kim, Bên cạnh Nam đó thì Kim chúng tôi dự sau khi mình báo đọc cái tin này, đơn giản là các EPS bạn đọc của cái tin này, BW sẽ tăng dần qua các năm đọc cái nhờ tin tình này hình ở kinh trên doanh cải đây. thiện. Với rủi ro giảm giá thấp và tăng trưởng kinh doanh ổn định thì chúng tôi tin rằng BW là một cổ Nhôm phiếu rất thích hợp để nắm giữ, đặc biệt là trong dài hạn. nó liên quan đến nhóm ngành nhôm. Để mình bật lại sau đi, mình sẽ chia sẻ là người sau. Thì nó liên quan đến việc thông tin nhóm ngành Gian tới. nhôm. Hiện tại Đây, đây đúng BW rồi, đúng đang rồi. được giao Đây. dịch với mức Nhờ giá nhôm PE lên là sát kỷ lục 11.5 trong vòng lần. 13 năm vì thiếu điện ở Và theo Trung đánh Quốc. giá của chúng tôi là đây là mức Giá PE nhôm khá rẻ tại so với trung bình sàn ngày giao là dịch được kim đánh giá loại là London 16.9. thì đang ở mức Bên cạnh đó thì chúng tôi dự 2.888 đô la báo một tấn. Thì cái này liên EPS quan đến của việc là ví BW dụ sẽ các bạn tăng kiểm dần tra qua Nam các năm Kim nhờ nè, tình hình kinh các bạn doanh kiểm cải tra thiện. Hoa Sen nè, các bạn thấy là Với rủi xu ro hướng giảm giá đang hình thấp thành và tăng trưởng kinh và doanh ổn kết định quả thì nhân chúng tôi vẫn tin mạnh, rằng và đó thì BW còn xuất khẩu có được, doanh nghiệp có là cơ xuất cấu khẩu tài được, chính đang được ok, cải doanh nghiệp thiện đã rất tốt. Thì các bạn hoàn toàn là nó vẫn là riêng là câu chuyện là bây giờ nó không còn phải đi, các bạn nếu mà chờ một dòng tiền lớn từ VN-Index ấy, thì nó hơi khó. Nhưng các bạn chờ dòng tiền theo từng nhóm ngành, theo các chuyển biến từ thị trường nó mang lại cơ hội giao dịch ngắn hạn thì nó sẽ có, và ở đó quy mô giao dịch của bạn sẽ ở mức trung bình thôi, đừng như cao. Thì đó là cái chia sẻ của mình. Thì bây giờ thì nhìn lại cho Khôi, thì có các câu hỏi nào hoặc là giải đáp thì mình sẽ cùng đi tiếp. Vâng ạ, em xin cảm ơn anh Văn vì phần chia sẻ nhận định về diễn biến của thị trường phiên hôm nay, cũng như là cho chúng ta góc nhìn về tình hình giao dịch cũng như là xu hướng của các
chỉ số lớn ở nước ngoài cũng như là một số những cái nhận định về các cái xu hướng tiếp theo các nhà đầu tư có thể theo dõi ạ. Thì trước khi được chuyển sang phần hỏi đáp, em xin phép do thời lượng chương trình hôm nay chỉ kéo dài trong một tiếng, tức là chúng ta sẽ kết thúc vào 5 giờ và sẽ có khá là nhiều câu hỏi, nên là em xin phép để lại link ở đây để các anh chị nếu có câu hỏi mà chưa được giải đáp trong hôm nay thì có thể click vào link này để các chuyên gia sẽ có thể giải đáp sau cho các anh chị ạ. Ngoài ra thì với các anh chị vừa mới tham gia vào chương trình thì em cũng xin phép được giới thiệu đến cái khóa học giao dịch D-Trade của VnDirect ạ. Em xin phép được giới thiệu lại, đó là VnDirect sắp có khóa học D-Go, D-Trade là khóa học giao dịch chuyên nghiệp giúp các anh chị có thể nâng cao cái khả năng giao dịch của mình nhằm tìm kiếm các cơ hội tốt ở trên thị trường. Thì khóa học sẽ khai giảng vào ngày 13 tháng 10. Và nếu các anh chị quan tâm đến khóa học thì em sẽ để đường link trong phần chat ở dưới đây ạ. Ok ạ, bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần hỏi đáp Q&A ạ. Thì trước tiên em thấy ở đây có khá là nhiều câu hỏi về nhóm vận tải cho anh Văn, cụ thể là mã HAH, mã GSP và mã Jamadet ạ. Thì anh Văn có nhận định gì về nhóm ngành này không ạ? Đối với nhóm vận tải đối với nhóm vận tải biển thì cái quan điểm mà mọi người nên follow là nó một quan điểm dài hạn. Một quan điểm dài hạn thì nó sẽ phù hợp hơn cho mọi người rất nhiều. Tại vì cái ngành mà gọi là ngành vận tải biển nè, cảng biển, kho bãi nè, hạ tầng cảng, kho bãi nè, nó sẽ là sorry mọi người, nó có phần là stop xe đâu. Để mình xe lại cho mọi người. Rồi, đối với ngành liên quan đến cảng biển nè, cảng biển, vận tải biển và kho bãi thì các bạn sẽ phân biệt ra nha, phân biệt ra trong ngắn hạn. Vấn đề ở đây mọi người quan tâm ngắn hạn thì mình sẽ nói vấn đề ngắn hạn. Trong ngắn hạn thì khu phía Nam vừa trải qua một quá trình là lockdown nguyên một quý 3, thì dẫn đến các nhóm ngành mà liên quan lên ở trong phía Nam thì sẽ không được vận hành hoạt động tốt. Nên là tính ra nhóm cảng phía Bắc thì nó rất là thuận lợi. Thì vừa rồi là có thông tin GDP quý 3 của Hải Phòng rất là hấp dẫn. Thì nó đến từ việc là vận hành cảng nè, rồi các ngành liên quan bất động sản nè, liên quan đến bất động sản công nghiệp nè, liên quan sản xuất dịch vụ ở Hải Phòng luôn. Thì từ đó thì các bạn sẽ thấy là đó là dấu vết để mọi người truy ra là nếu như các bạn giao dịch nhóm cảng biển thì các bạn phải xuất phát từ đâu? Xuất phát từ ví dụ từ nhóm liên quan đến hưởng lợi ngoài cảng biển là ví dụ như HAH hoạt động ở khu vực phía Bắc đúng không? Có Semadep luôn nhưng mà ZF không nhiều. Rồi PHB là cảng Hải Phòng. Nhưng trong ngắn hạn hôm qua, chính xác hôm qua các bạn nhận được thông tin gì? Nhận được thông tin là giá vận tải cảng biển giao nhanh giảm mạnh xuống còn khoảng 2.000. Đây để mình bật lại cái thông tin đó cho mọi người coi. Đây, giá cước vận tải biển Mỹ Trung lao dốc nhanh. Nên mọi người đọc thông tin này xong cái bắt đầu mọi người hành động theo kiểu là nó sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam ngay lập tức và giá Việt Nam sẽ giảm rất là mạnh. Nhưng mà nó đúng không? Có tác động, sẽ có tác động là giảm bớt kỳ vọng thôi. Nhưng mà thực ra mọi người phải để ý nè, tất cả những cổ phiếu này đều có một giai đoạn tăng rất nóng rồi, nên quá trình điều chỉnh về trung hạn là bình thường. Nên mình mới phân tích lại yếu tố nội tại đi. Nội tại của các doanh nghiệp khu nào đang khu vực hoạt động tốt, thì nếu mà phân tích ra khu vực cảng ở Hà Nội, ở Hải Phòng phía Bắc vẫn đang hoạt động tốt thì các bạn phải lưu ý những cái cảng ví dụ như Hải Phòng hoặc là Semadep, thì có cả cảng ở trong phía Nam và phía Bắc, VSC, DVP rồi HAH đó, thì ví dụ thế. Rồi đến với nhóm ngành nhóm mà khu vực mà có không bị ảnh hưởng gì nhiều, có triển vọng từ kho bãi nè, có triển vọng từ xuất từ hạ tầng cảng biển nè, có triển vọng từ nhóm tàu nè, thì các bạn sẽ ví dụ ở đây là tàu nè, ví dụ ở Semadep là
hạ tầng cảng biển. Hạ tầng cảng biển trong dài hạn của CMF sẽ nổi bật ở khu Gemelin ở phía nam. Phía nam thì cái này là cái câu chuyện tiếp theo của mình sẽ được đưa ra là khi nào bắt đầu liên quan câu chuyện dài hạn hơn. Thì đối với nhóm ngành cảng biển trong ngắn hạn đó, thì nó bị bất lợi bởi thông tin này. Bởi bất lợi bởi thông tin là khu phía nam bị lockdown. Bởi bị bất lợi bởi thống kê GDP từ ngành vận tải á. Vận tải ở phía nam cũng bị giảm luôn, nên dẫn đến là khi mà các báo cáo chuẩn bị đưa ra thì họ có chiết khấu cái phần thông tin đó, dẫn đến là nhóm ngành này đang điều chỉnh. Các bạn sẽ thấy HH điều chỉnh nè, CMF điều chỉnh nè, rồi như cảng Hải Phòng cũng điều chỉnh nè, PHP nè đó, rồi Tân Cảng cũng điều chỉnh nè, PHP điều chỉnh nè, SGP nè cũng điều chỉnh nè. Thì khi như vậy xong các bạn thấy điều chỉnh, và điều chỉnh nó mở ra cơ hội gì? Mở ra cơ hội các bạn có một cái điểm giao dịch trong trung hạn nó hấp dẫn. Vì sao? Vì đối với nhóm cảng biển á, để mà phát triển được hạ tầng, để mà thay thế, tức là để mà tăng cái sức cung á, cái cung cấp trên thị trường á, phục vụ đủ nhu cầu hiện tại của thị trường là rất khó. Nó cần có một sự đầu tư mới rất là cao. Nên dẫn đến là những cái giá cước hoặc là những cái hạ tầng cảng biển này nó vẫn phải phục vụ full công suất và phục vụ sao? Phụ đủ cho nhu cầu hồi phục của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc. Mỹ và Trung Quốc rất là nhiều. Nên là cái việc và nhu cầu xuất khẩu của Việt Nam, ở đây nó có một thông tin nữa là nếu như các bạn đọc thì các bạn sẽ để ý là xuất khẩu tháng 9 thì xuất nhập khẩu tăng 24%. Tức là bắt đầu là cái gì đó quay trở lại. Khi mà các bạn thấy xuất nhập khẩu tăng trở lại thì các bạn hoàn toàn lưu ý đến cái nhóm ngành này. Vậy trong dài hạn cổ phiếu nó hấp dẫn. Trong dài hạn nếu mà xét về đầu ngành thì là Gemelin đi vào hoạt động thì nó sẽ tạo cú hích rất lớn cho Gemelin. Đó là cảng nước sâu lớn nhất ở Việt Nam. Rồi đối với những nhóm ngành mà có cả ba yếu tố, ví dụ như là hạ tầng kho bãi lớn nè, dịch vụ cảng nè, rồi đến tàu nè, thì có Sawatco nè, là vùng là định giá hấp dẫn nè. Rồi nếu thiên về tàu không một phần về cảng và có năng lực là đáp ứng cái nhu cầu tăng rất lớn của nhóm ngành này về vận tải hàng hóa bằng đường biển thì sẽ liên quan đến HAH. Rồi ở trong đó thì nó có một số doanh nghiệp khác, ví dụ như SGB, rồi PHP. Thì cái những doanh nghiệp đó thì các bạn sẽ lưu ý từng cổ phiếu nó có từng cây riêng. Thì mình chỉ lưu ý là CMDF, HAH, SGB với lại Swatco thôi để chia sẻ mọi người. Thì ở đây thì đối với trường hợp mà CMDF, mọi người thấy là vùng điều chỉnh này là vùng điều chỉnh trung hạn cổ phiếu. Hoàn toàn có việc các bạn bắt đầu là chờ kết quả doanh của doanh nghiệp đưa ra để các bạn có một cái định giá hấp dẫn để các bạn giao dịch tiếp. Rồi đối với trường hợp của HAH cũng vậy. HAH thì có một số báo cáo của doanh nghiệp đưa ra là báo cáo phân tích của công ty chứng khoán, trong đó có VND luôn, thì đưa ra định giá của HAH khá là hấp dẫn. Thì với đà tăng trưởng liên tục trong hai quý vừa qua là tăng trưởng hơn 100%, thì quý này tiếp tục là một quý tăng trưởng mạnh nữa của HAH, và EPS forward của HAH đâu đó khoảng là 8.000, thì tính ra định giá hiện tại của nó còn là vùng là khoảng dưới 8, bi dưới 8, thì các bạn bi forward sẽ dưới 8, thì các bạn sẽ thấy là vùng này tính ra là rất là cao, nhưng thực ra định giá còn rất là rẻ. Thì đó là cái nguyên nhân để khi giao dịch đó, cả yếu tố ngắn hạn lẫn dài hạn các bạn phải kết hợp giữa việc là phân tích cơ bản, cả phân tích xu hướng cổ phiếu để các bạn check được những cái thời điểm hoặc là cái cơ hội sóng lớn của nó. Đó là đối với câu chuyện của nhóm ngành cảng biển nha cô. Vâng, em xin cảm ơn chia sẻ của anh Văn về nhận định về ngành cảng biển. Tiếp theo em thấy ở đây nhà đầu tư có một số câu hỏi về các mã về ngành ngân hàng và chứng khoán. Ở đây cụ thể là đánh giá với mã SHB và mã SSI. SSI và SSB thực ra là nhóm chứng khoán là mình có nói với mọi người rồi. Nhóm chứng khoán là mình có chia sẻ hồi nãy rồi. Thì các bạn sẽ thấy nhóm chứng khoán thì đa số là xuyên qua cân hỗ trợ trung hạn, xuyên qua cân hỗ trợ trung hạn và hồi phục lại. Và đối với trạng thái này á, là đây là nhịp mà theo bình thường nha, theo bình thường của những người giao dịch á, là đây là gãy hồi phục, gãy và chap, gãy và bull chap trở lại.
trước khi giảm. Đó là mình nói thôi, theo lý thuyết là thường là thấy như sẽ như thế. Nên là ở đây thì mọi người nên thận trọng hơn là nghĩ đây là một cơ hội giao dịch mua vào. Mà anh nghĩ là cái lượng kẹp hàng của nó có rất nhiều, vì trong quá trình phân tích trước đối với SI thì mình đã chỉ ra là lượng dòng tiền bán ra rất là nhiều ở SI. Thì đối với một phiên như vậy thực ra là người lỗ ở trên còn rất nhiều, nên hãy hết sức thận trọng. Và cả nhóm chứng khoán thì nó đều đang trong tình trạng này, nên hết sức thận trọng đối với trường hợp này. Rồi, hành động phù hợp không mua. Hành động phù hợp chỉ là hồi nếu các bạn đang có nhiều cổ phiếu chứng khoán thì hãy nên là cơ cấu lại để cho danh mục nó an toàn hơn. Đối với SHB, SHB thì hôm nay là ngày giao dịch cuối cùng trước khi chuyển sàn của SHB, thì các bạn thấy là performance của SHB đang là có tí tích cực hơn so với nhóm cổ phiếu ngân hàng khác. Đúng rồi, đang có tích cực hơn so với nhóm ngân hàng khác, nhưng mà nó vẫn là, thực ra bản chất cuối cùng thì nó vẫn đang là cơn sideways và nó có cản quanh vùng 29-30. Thì ok, may mắn là nó bật lên được tới cản này thì các bạn hoàn toàn là cơ hội để các bạn bán chốt lời. Chứ còn bản chất là cổ phiếu này không có xu hướng, mà khi không có xu hướng thì sẽ không có cơ hội giao dịch ở đây. Vâng, tiếp theo em thấy ở đây có một số câu hỏi về nhóm ngành dầu khí, nhóm ngành đang khá là hot hiện tại. Cụ thể là câu hỏi về đánh giá cho các mã như là PVD, PLC, PSD hay là GST, thì anh Văn có thể chia sẻ quan điểm của mình không ạ? Đối với PVD thì nó là ngành liên quan đến khai thác dầu khí. Thì các bạn, với giá dầu mà neo cao như vậy thì cái nhu cầu thăm dầu, khai thác dầu khí của các tập đoàn về dầu khí nó sẽ bắt đầu mở ra. Thì ở đây các bạn sẽ thấy nè, đây là xu hướng ngắn hạn đang hình thành, đây là một kênh vùng cản, các vùng kháng cự của giá có thể có, thì mình có vẽ, mình đi kê sẵn cho mọi người rồi. Thì ở đây thay vì mình tiếp tục mua thì mình nên chờ đợi là giá phản ứng như thế nào vùng cản, vùng hỗ trợ. Thì nếu như các bạn bật bức tranh lớn hơn, các bạn thấy nè, bật bức tranh lớn hơn khung tháng thì là bản chất PVD nó mới chỉ bằng ở khung 2018, trong khi giá dầu hiện tại nó đang gần tương đương với năm 20, đang hồi phục lại trở lại vùng đỉnh 2014. Thì các bạn sẽ thấy là khi như thế thì hóa ra là cái trạng thái của PVD hiện tại á, nó vẫn đang ở trong cái vùng tích lũy của dài hạn và chưa có gì hết. Tại vì khi như vậy thì các bạn chỉ cần chờ giá vượt 26 đi. Hãy chờ thật sự giá vượt 26 đi. 26 hoặc 30 chẳng hạn, thì các bạn phía trên các bạn sẽ là một cái gọi là chu kỳ lớn của BVD, nó rất hấp dẫn. Còn hiện tại chưa có gì. Thì các bạn thấy nó đơn giản nó giống như 2013. 2013 nó sẽ rất là lâu. Cho đến lúc mà các bạn đủ kiên nhẫn, các bạn chờ nó thật sự nó vào xu hướng thì ok, đây là một chu kỳ lớn hơn thật. Thì đối với BVD thì nó phải như vậy. Năm 2022 nó phải neo một cái giá, từ giờ đến cuối năm xong 2022 neo giá cao thì các ngành nghề kinh doanh của BVD nó mới bắt đầu được đẩy mạnh khai thác và tạo lợi nhuận rất là nhiều cho BVD. Chứ còn hiện tại BVD thực sự nó vẫn còn cản ngắn hạn của nó là vùng 25-26. Thì đối với upside từ 24-25-26 đúng không, người giao dịch đó, thì nó không có bao nhiêu hết, nên hết sức thận trọng trường hợp đó. Rồi đối với một số cổ phiếu khác của nhóm ngành như là PLC, thường thì nhóm PLC thì được mọi người nói đến liên quan đến vật là đầu tư công nhiều hơn, tại vì nó có mảng nhựa đường. Nhưng mà cái mảng mà kiếm được lợi nhuận cũng nhiều của nó là mảng dầu nhờn. Thì ở đây các bạn chỉ đơn thuần các bạn thấy là đây là xuống giá của PLC. Nếu check trong dài hạn thì ok, nó đang xuống tăng rất là mạnh mẽ. Trong khung ngày thì các bạn thấy nó vẫn đang duy trì xuống tăng. Và việc của bạn là follow theo xuống tăng này, giao dịch theo xuống tăng này là được đối với BVD, PLC. Còn TC6 là cổ phiếu nhỏ. Đối với cổ phiếu nhỏ mà thanh khoản thấp á, thì mọi người nên hạn chế. Và đặc biệt là nếu về kỹ thuật nến thì các bạn sẽ thấy là cái này là đang trong giai đoạn là phân kỳ nè, một số yếu tố về phân kỳ nè. Phân kỳ thì mọi người nên thận trọng phân kỳ và nến co tóc ở trên đây. Thì nói chung là bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu là TC6 bị bán
nhóm than đúng không? Nhóm than thì đúng rồi, mình có một bài báo thì mình muốn chia sẻ với mọi người là đâu rồi, than lợi nhuận ngành than quý 3 2021. Đây, một bài rất là hay. Là bản chất là giá của than trên thị trường thế giới tăng rất mạnh do ảnh hưởng từ việc Trung Quốc và Úc. Nhưng mà thật sự là nhóm ngành than có tăng hay không, nhóm ngành than có tăng lợi nhuận hay không, thì ở đây cái báo cáo này chi tiết nó thể rất là rõ là hình như là nhóm này không có tăng, nhóm này không có tăng về lợi nhuận. Nào, lại tức là các bạn sẽ đọc cái báo cáo chi tiết này, cái báo cáo phản ánh chi tiết này, các bạn sẽ thấy là nó không có tăng, dẫn đến là cái lợi nhuận thực sự là cái kỳ vọng của mọi người ấy, cái kỳ vọng của mọi người về hoạt động kinh doanh ngành than này sẽ được hưởng lợi khi giá than tăng, nhưng thực tế nó không phải. Tại nhóm than này đang phục vụ chính cho đâu, phục vụ chính cho nội địa, và nội địa ở Việt Nam thì không thiếu và vẫn đang phục vụ cho sản xuất điện, vẫn cho nhiệt điện các kiểu, thì dẫn đến là cái doanh nghiệp này được bao tiêu đầu ra thực sự là có được hưởng lợi không. Còn để mà xuất khẩu được sang Trung Quốc để hưởng lợi giá cao thì chất lượng than của Việt Nam rất là thấp, chất lượng than than khai thác và than thành phẩm xuất khẩu Việt Nam rất là thấp, không đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu sang Trung Quốc, nên dẫn đến là giá than thế giới tăng nhưng mà thực ra Việt Nam không hưởng lợi, nên lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành than không tăng mà giá thì lại tăng như vậy, nên dẫn đến các bạn sẽ thấy có cái gap về kỳ vọng với số thực tế, nên hãy hết sức thận trọng đối với cổ phiếu ngành than. Rồi PSD thì liên quan đến bán lẻ thì phải, phân phối đúng không, dịch vụ phân phối. PSD ok, đây là một, mình sẽ thuần túy mình nó theo xu hướng thôi nha. Đây là một cổ phiếu có xuống lên rất tốt và đang duy trì đà tăng rất mạnh mẽ ở tất cả các khung của cổ phiếu, khung tuần, khung tháng, khung ngày, và đều đang tăng rất là tốt. Câu hỏi tiếp theo của bạn Dương Ngô Thùy thì đối với chiều tăng chiều mua của CMDF thì hiện tại thì chưa có điểm mua trong ngắn hạn của CMDF. Licosi và BCG, Licosi đây. Licosi thì đang trong giai đoạn điều chỉnh, đang trong giai đoạn điều chỉnh của cổ phiếu và vẫn đang duy trì xu hướng tăng, vùng điều chỉnh. Còn hỏi là các bạn có cơ hội dựa ở đây hay không? Mình nói có. Cơ hội dựa đây vẫn có, nhưng các bạn lưu ý đối với nhóm đầu tư công đó, thì nó mình sẽ gợi ý cho mọi người một cái vấn đề như vậy. Đối với nhóm đầu tư công thì thực tế các bạn sẽ nghe câu chuyện đầu tư công nó kéo dài từ 2020 cho đến bây giờ rồi. Nhưng mà thực tế cái gọi là cái giải ngân vốn của đầu tư công Việt Nam nó vẫn rất thấp. Nó đến từ nguyên nhân, nó đến từ phần là chi phí nguyên vật liệu xây dựng nó đang tăng quá nhanh. Nó đang tăng quá nhanh, dẫn đến là giả sử là một người thi công đi, nhà thầu họ cũng dám thi công như đoạn này, tại vì họ sẽ bị đội chi phí lên rất nhiều, dẫn đến là dự án sẽ phải làm lại cái phần là hạch toán, thì lúc đó mới được nhà nước thanh toán tiền chứ. Nhưng mà khi đó sẽ bị request ngược lại là tại sao lại đội chi phí của dự án lên nhiều như thế, thì dẫn đến là thà như nó không làm hoặc thà như là dừng ở đó để không bị cái trường hợp sau này, chứ nếu mà làm luôn thì rủi ro của người chủ thầu dự án sẽ rất là cao. Nên như là hiện tại thì các bạn thấy là nó cũng giống như câu chuyện ngành than vừa rồi, là kỳ vọng của mọi người về nhóm ngành đầu tư công rất là cao, nhưng mà thực tế có giải ngân để không, và những doanh nghiệp này có kiếm được tiền từ nhóm ngành, từ nhóm đầu tư, từ quá trình là đầu tư công hay không, nó là câu chuyện hoàn toàn khác. Rất nhiều, mình thấy rất nhiều tình huống đó, nên mọi người đối với nhóm ngành đầu tư công thì mọi thật trọng. Còn riêng câu hỏi Licosi thì đang xuống trên tăng và đang cùng điều chỉnh, thì các bạn chờ kết thúc quá trình điều chỉnh mà hình thành tăng giá trở lại thì ok, các bạn follow. Còn đối với cổ phiếu BCG thì các bạn nhận được nhiều thông tin chia sẻ từ VND rồi, thì BCG thì có rất nhiều cái mảng từ ngành phát triển mạnh về mảng điện năng lượng nè, về mảng năng lượng nè, và đang tham gia vào các nhóm ngành tài sản, ví dụ như là BCG thì có tham gia góp vốn vào ngân hàng Tiên Phong Bank, thì dẫn đến là đang là mở rộng ra các hoạt động đa ngành hơn. Và BCG thì ok, đang trong giai đoạn xuống tăng khá ổn định,
khá tốt. Đó, chia sẻ cùng mình. Ngoài ra về chủ đề dầu khí thì còn có câu hỏi về triển vọng của các mã như là BSR hay là GSP là vận chuyển khí cho gas, thì anh Văn có thể đưa ra đánh giá. PSR nè mọi người, PSR thì mọi người sẽ thấy là nó có một vùng cản rất rõ nè. Vùng cản ở đây được thiết lập từ đây, định của 2018. Định ở đây là định 2018, tháng 9 năm 2018. Rồi đến đỉnh của nó là ở vùng đây là vùng 20 của tháng 6 2021. Thì đến bây giờ nó đang chạm lại. Thì về xu hướng chung á, xu hướng chung của khung lớn á là chu kỳ đang bắt đầu là test để vượt. Thì đây bắt đầu các bạn chờ để nó mở rộng cơ hội thật sự lớn là nó vượt hẳn để nó đi lên. Nhưng mình có một lưu ý như vậy. Trong quý 3 vừa rồi thì nó có một thông tin mà người phải lưu ý là quý 3 vừa rồi mọi người thì BSR bị không còn kho chứa hàng, không còn kho chứa xăng đã sản xuất. Tại vì cái lượng tiêu thụ trong quý 3 nó quá thấp. Nên nếu như các bạn đẩy ngược lại về giá mà trong quý 3 nó sẽ chiết khấu ảnh hưởng đến giá thì có. Nhưng mà mặt khác nhóm hưởng lợi sẽ là VLS hoặc là những người mà đã tồn kho rất nhiều, hoặc là chính BR tồn kho giá của sản phẩm xăng á, xăng sản xuất được để bán trong quý này. Tại vì quý này thì giá chi phí và cái nhu cầu của nền kinh tế đang trở lại rất là nhiều và giá nó lại cao hơn nữa. Thế là quý này có thể là hưởng lợi, nên các bạn phải cân bằng với việc là trong quý trước thì nó có bất lợi. Khi mà các bạn ra thông tin các bạn phải hiểu, ra thông tin trong quý 3 các bạn phải hiểu, xong đến giai đoạn hiện tại á, thì khi mà nền kinh tế bắt đầu vận hành trở lại và nhu cầu về nguyên nhiên liệu nhiều hơn thì những cái lượng tồn kho của PLS hoặc là VSR này sẽ được bán với giá thị trường, và giá thị trường trong giai đoạn hiện tại thì giá khí, giá xăng đều đang lên hết, nên là nó sẽ có một phần gap về lợi nhuận ở đó nữa là bù qua lại trong quý 3. Thì mọi người lưu ý phần đó để cân nhắc đo lường giữa việc là cái cũ đã mất đi cái nhiên bao nhiêu và cái kỳ vọng mới thì sẽ là bao nhiêu. Thì đây qua lại câu chuyện ở đây thì trong ngắn hạn thì xuống giá này có khả năng là sẽ bứt phá được, thì follow quá trình này và đây là một cơ hội giao dịch cho mọi người. Vâng anh ơi, thế còn mã GSP ạ, là mã vận chuyển cho gas ạ. GSP thực ra là xu hướng tăng có, nhưng mà cái quy mô của nó rất là nhỏ nên mọi người giao dịch nó rất là khó. Quy mô bây giờ thị trường giao dịch khoảng 20.000 tỷ, mà các bạn giao dịch một cổ phiếu mà nó dưới 20 tỷ một phiên á, thì dưới 15 tỷ luôn phiên thực ra nó rất khó giao dịch, nên hãy ưu tiên những cổ phiếu nó thanh khoản lớn một xíu. Đây là vẫn xu hướng tăng, thậm chí là các bạn thể giao dịch BVT thì nó sẽ có thanh khoản cao hơn, tại BVT là công ty mẹ của GSP. Vâng, tiếp theo là xin anh Văn đánh giá về một số cổ phiếu trong ngành năng lượng, cụ thể ở đây là Power PC1 ạ. Đối với Power thì mình sẽ có cái để như vậy, tức là Power nè, giảm nè, đi ngang, tăng nè, giảm nè, đi ngang, còn tăng này chưa hình thành, thì cái này sẽ có cản, các bạn sẽ có những cái vùng cản quanh đâu đây đó. Và các bạn chờ kiểm định là giá có vượt qua được vùng cản này hay không. Khi mà giá vượt ra vùng này rồi thì ok, nó mở ra cho trạng thái giao dịch của mọi người mới tiếp theo. Thì nó tương tự bao thì nó giống tương tự như là PVD về mặt giá ngắn hạn, nhưng mà nó có một cái bất lợi của mọi người. Ví dụ bao là liên quan sản xuất điện, liên quan đến bao là sở hữu như là PVC rồi HND các kiểu, thì Pao cũng là một người tham gia sản xuất điện. Thì ở đây á, mọi người phải phân rõ là Trung Quốc thiếu điện, Việt Nam không thiếu điện. Và giá khí thế giới đang tăng. Nếu như Pao là một người nhập khí từ cái tổng ty gas mà bán theo giá thị trường thì chi phí của gas của Pao đang tăng lên, mà giá bán ra thì giá bán điện thì không tăng. Đó là một cái mà mình sẽ chia sẻ mọi người xem. Tức là mọi người phải nhìn được bản chất là giá tăng này do đầu cơ, do kỳ vọng nó phi thực tế hay là đến từ hoạt động chính của doanh nghiệp được hưởng lợi. Hình như sau khi mình check
thông tin xong thì mình thấy là hình như bao không được lợi, nên hãy hết sức là thận trọng trong vấn đề là duyệt bao. Rồi đối với cổ phiếu như PC1, PC1 trong một báo cáo phân tích của chứng khoán Vietcombank thì có đưa ra thông tin là các dự án của PC1 điện gió thì trong quý 3 và quý 4 sẽ được hạch toán, và đặc biệt là có hạch toán trong quý 3 rồi, thì dẫn đến là cái lợi nhuận của PC1 nó tương đối là tăng trưởng và hấp dẫn, thì định giá đâu đó khoảng là 40 chấm mấy, nhưng mà thực ra là cái là định giá về cơ bản. Còn nếu mà theo xuống giá thì các bạn thấy là một xuống giá tăng rất rõ ràng, xuống giá tăng rất rõ ràng và đến vùng cản phía trên rồi các bạn. Vùng cản phía trên thì nó sẽ có điều chỉnh bình thường thôi, nên là các nhịp điều chỉnh bình thường cổ phiếu, điều chỉnh rồi xong là duy trì xuống tăng tiếp. Đó, nên BC1 là một cây mà các bạn có thể đầu tư từ giờ đến cuối năm rất hấp dẫn. Tiếp theo là các nhà đầu tư có một số câu hỏi về triển vọng cũng như là việc nắm giữ ngắn hạn đối với một số cổ phiếu bất động sản công nghiệp. Ví dụ như là ở đây có GVR, KBC và Long Hậu. Trong nhóm GVR, KBC, Long Hậu thì mình chỉ xin phép chia sẻ KBC thôi. Tại vì Long Hậu với lại GVR thực sự là mình không phân tích được. Nó Long Hậu thì không đủ thông tin. Ngoài ra thì Long Hậu đã hạch toán kết quả doanh trong quý 2, rất là quý 1 và quý 2 rất là nhiều rồi. Thường thì Long Hậu hạch toán một lần, nên là khi đối với trường hợp breakout này các bạn thuần túy là các bạn đầu tư đầu cơ theo xu hướng thôi. Thì đang breakout nè, các bạn chỉ đầu cơ, cần đầu cơ theo xu hướng tăng của GVR thôi, của Long Hậu thôi. Còn đối với KBC á, thì mình biết là cái câu chuyện là quý 3 vừa rồi ở Hải Phòng hoạt động kinh tế vẫn rất hấp dẫn, và dẫn đến là dự án, các dự án của KBC ở Hải Phòng, ở Bắc Ninh, ở mạng hai mạng là mạng bất động sản công nghiệp và mạng khu đô thị đều đang đi vào hoạt động và sẽ tạo dòng tiền cho KBC rất là tốt. Ngoài ra thì cái nguồn tiền để KBC thực thi cái dự án nó đều có qua việc phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu giá 34 thành công trong giai đoạn vừa qua. Nên là KBC mình nghĩ là câu chuyện rất là hay trong cả quý 4 này. Và với việc là ở Hải Phòng vẫn đang hoạt động rất tích cực, thì các dự án của KBC như là khu đô thị Tràng Cát, rồi các khu công nghiệp ở khu vực phía Bắc vẫn đang hoạt động tốt và thu hút vốn FDI từ các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào. Thì dẫn đến là KBC là một cây rất là hay trong dài hạn của mọi người, trong ngắn hạn và trong dài hạn luôn. Và nghe đâu đó thông tin là bắt đầu là theo báo cáo thì bắt đầu lợi nhuận trong năm 2021 của KBC có thể lên đến con số hàng nghìn tỷ. Hàng nghìn tỷ thì nó mới thúc đẩy quá trình tăng giá của KBC này. Thì đó, thì cái cây này là cây lớn, thì mình nghĩ là đây là cơ hội mở ra cho vị thế cho KBC trong giai đoạn mới rất là nhiều. Trong giai đoạn từ cuối năm 2021 cho đến bây giờ. Thì trong xuyên suốt giai đoạn trước thì mọi người đều thấy là KBC được định danh là một trong những doanh nghiệp bất động sản công nghiệp hàng đầu Việt Nam. Nhưng mà thật sự là sau rất nhiều năm, là từ 2018 cho đến bây giờ, KBC vẫn chưa có thể thể hiện được cái tiềm năng đó. Thì có thể là trong giai đoạn này thì KBC bắt đầu thể hiện được cái tiềm năng đó. Đó thì mọi người tham khảo thêm, và xét về chu kỳ giá lẫn về hiệu quả hoạt động kinh doanh thì nó đang rơi cùng một nhịp để nó hình thành cái xu hướng tăng giá của cổ phiếu. Về nhóm cổ phiếu ngành hàng không thì ở đây là HVN và Vietjet ạ. HVN đối với việc là vận tải hàng không thì chắc chắn sẽ mở cửa trở lại, và trong điều kiện là nền kinh tế sẽ sống chung với Covid thì nhóm này sẽ bắt đầu là hồi phục. Thì hồi phục với cái nền rất thấp của các doanh nghiệp, như ví dụ như là HVN đang lỗ âm muốn điều lệ, rồi Vietjet thì đang là cố gắng là siết chặt các chi phí để mà vận hành doanh nghiệp. Nhưng các bạn thấy nè, đối với giả sử như trường hợp của Vietjet đi, các bạn thấy là tính ra thì giá suy giảm không có bao nhiêu trong một cái giai đoạn mà cực kỳ khó khăn đối với ngành hàng không. Nên nhớ định giá của Vietjet thật sự là không rẻ và không hấp dẫn. Định giá thôi nha, mình chỉ nói định giá thôi,
Còn ok, cái này thì vẫn đang đà hồi phục. Thì nếu mà theo cái chu kỳ giá thì cái target của Vietjet nếu mà hồi phục hoàn toàn có thể lên đến 150 là bình thường. Còn đối với HVN thì HVN có một câu chuyện liên quan đến việc là nó đang âm vốn chủ sở hữu. Âm vốn chủ sở hữu nên là những cái vấn đề đó các bạn thấy là khi các bạn giao dịch một doanh nghiệp mà tái cấu trúc trở lại thì nó có rất nhiều vấn đề các bạn phải xử lý. Nó có thật sự rất nhiều vấn đề các bạn cần phải xử lý. Thay vì vậy các bạn nên tập trung các buổi tăng trưởng thì nó sẽ hay hơn. Thằng lỗ thường là phải làm rất nhiều việc để nó ngoi lên mặt đất. Thì mình hãy giao dịch những người đang thành công, những doanh nghiệp đang thành công như Hòa Phát, như là thành công như là hóa chất, những doanh nghiệp thành công như là nhóm chứng khoán ngân hàng trong dài hạn thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Chứng khoán ngân hàng cạn biển dài hạn nó sẽ hấp dẫn hơn. Anh có nhắc đến nhóm ngân hàng thì nhà đầu tư ở đây cũng có câu hỏi về chiều nắm giữ với cổ phiếu TPBank, cổ phiếu được khối ngoại mua rất là mạnh trong phiên ngày hôm nay. Tiên Phong Bank thì hôm những cái lần chia sẻ trước cùng với Khôi ấy, thì mình có chia sẻ là cái việc mà phát hành thành công 100 triệu cổ phiếu của Tiên Phong Bank á, thì nó sẽ làm cho Tiên Phong Bank hở rum ra, đúng không Khôi? Và đến bây giờ cái lượng hở rum ra đó thì được nước ngoài mua, cái đó là một thủ thuật bình thường trên thị trường nó sẽ xảy ra. Và dẫn đến là những kỳ vọng của mọi người về liên quan đến cái đà đó trong ngắn hạn thì nó cũng xong. Thì sẽ có những người chốt được cái phần lời từ giao dịch thỏa thuận cho khối ngoại. Từ giao dịch thỏa thuận cho khối ngoại xong cái deal đó. Thì còn giai đoạn tiếp theo thì nó giao dịch như thế nào thì chưa biết. Nhưng mà kết quả của Tiên Phong Bank sẽ là gì mọi người sẽ hình dung vậy. Tiên Phong Bank đang có một lợi thế rất lớn từ việc phát hành xong vốn cho nhà tư nước ngoài, cho nhà cổ đông chiến lược, một cái quy mô gần 3.300 tỷ vốn rẻ, rồi tăng lợi thế. Và ngoài ra nữa Tiên Phong Bank đang là thông tin là Tiên Phong một cái ngân hàng đạt chuẩn Basel 3 nữa. Và công nghệ của Tiên Phong Bank đang, những thứ nó đang là hội tụ lại để cho Tiên Phong Bank có đà bứt phá lên, tăng tính cạnh tranh lên trong cái bản đồ cạnh tranh của sức mạnh cạnh tranh của ngân hàng Việt Nam. Thì hoàn toàn là cái nhịp một xong rồi, cái nhịp tăng giá từ phát hành tăng vốn, từ giao dịch cho cổ đông nước ngoài xong rồi. Thì cái nhịp tiếp theo nó sẽ đến từ hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp, nó có thực sự tạo ra số hay không để nó thúc đẩy đà tăng mạnh mẽ hơn, đúng không? Thì việc của mọi người là chờ cái nhịp đó đến từ hiệu quả động nhân của nhịp đó được thể hiện ra thì nó sẽ thúc đẩy giá tăng, nó sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Đó, chia sẻ cuối cùng của mình về nhóm ngành ngân hàng và Tiên Phong Bank, và cũng là chia sẻ của buổi hôm nay. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.